Cháu Quyết. Xin chào mọi người nha mọi người. Quyết thịt bằm. Thịt bằm. Thì mấy anh em hôm nay đi ăn trực nha mọi người. Có heo nữa. Đây đó, nãy gì được không? Hả? Nãy gì? Gừng cần da cần cái. Gừng. Hành. Thôi, đậu mắm. Tiêu. Nộm ăn hết trơn à. Bên đây là nè, để thêm cái này nè, ăn thiếu thêm vô. Trời ơi, nhắn hết. Bên đây là anh ba, người đầu tiên ăn trực nha các bạn. Đó, để cho quay cho bạn xem. Mang cái đổ ba bé. Lo ba. Đó, ăn. Ngon không? Anh ba. Ngon không? Ngon. Đúng rồi. Giờ nấu đậu có bẻ ba vòng bông điển mà ông nấu anh vua, ông nấu chưa không mà ăn mà hỏi mẹ ngon không đặng quay mà nó có ngon. Mà mẹ không có cá. Đã nó kêu là sao sao ngủ được mà ngủ đừng tiếng thôi nghe đừng ngủ 2 tiếng mà đi luôn. Rồi. Đây. Ô. Rồi mời tất cả các bạn nghe các bạn mình đi ăn trực. Ngon quá bạn ơi. Cái này gọi là gì bà cháu? Cháo thập cẩm nghe các bạn, cái gì cũng có vậy. Còn hiếu. Ôi, quá đã luôn à. Đây, thịt chân tô luôn nha các bạn. Bình thường nấu cháo thì ảnh ít ăn các bạn, mà đi trực ảnh ăn mạnh. À, xong rồi đã. Ừ. Ô, rắn ghê quá. Để rau gác vô ơi. Gì? Học rồi. Cháo kiểu miền Tây nha mọi người. Mình thích cái thích ăn cháo các bạn, nhưng mình không có đá bát. Gì ông bự quá, ông bắt người của mình, mình không có đá bát. Đây mời tất cả anh em nha. Không có anh em là tôi cũng không có gì đâu ăn. Chấm đuối luôn. Quá đã mọi người. Quá tạm biệt bạn không nổi. Nổi xuống. Rồi các bạn.